xin kính chào quý vị, xin kính chào các bạn. Tôi là bác sĩ Trần Quang Đạt, bác sĩ chuyên khoa 2, nguyên giảng viên chính khoa học cổ truyền trường Đại học Hà Nội. Hôm nay rất vui mừng được chia sẻ cùng quý vị một cái sản phẩm hỗ trợ cho sức khỏe của nam giới. Sản phẩm gọi là cái kẹo Power Candy. Candy là cái kẹo và cái Power là cái sức mạnh. Power Candy là cái cho sức mạnh cho nam giới khi mà chúng ta sử dụng. Thế thì chúng ta biết là cái thực trạng của nam giới thì cái sức khỏe nam giới là một vấn đề mà chúng ta cần quan tâm à, theo các thống kê thì thấy cái độ tuổi 50 tuổi trở lên thì người ta đã suy giảm về sinh lý suy giảm tình dục biểu hiện là các cái triệu chứng như là rối loạn dương cương như là à, rối loạn xuất tinh rồi nặng hơn là cái di tinh và nặng hơn nữa là cái liệt dương và có những người là mãn dục sớm trước tuổi à, gần đây thì cái tỷ lệ à, người cao tuổi đã đành người trên 50 tuổi đã đành nhưng có xu hướng ngày càng gia tăng ở giới trẻ à, tại sao có cái tình trạng mà cái sinh lý nó lại càng giảm từ cái trẻ cho đến cái tuổi 50 trở đi thì có một số các cái nguyên nhân cái thứ nhất có thể là do cái cơ địa của từng người một và do cái tình, tinh thần à, cái không được thoải mái rồi có những cái căng thẳng những cái áp lực do cuộc sống do công việc trong xã hội đấy là một cái yếu tố đầu tiên cái thứ hai chúng ta phải kể đến là do cái tình trạng à, bản thân cái người À, đương sự ấy có cái, cái tình trạng bệnh lý có thể là bệnh lý về cái đường sinh dục tiết niệu như viêm bằng quang như sỏi như tất cả những cái bệnh lý về sinh dục tiết niệu ảnh hưởng đến à, cái cái hoạt động tình dục rồi do những cái thói quen mà cái người này à, sử dụng nhiều rượu bia nhiều chất các thích, kích thích như là các cái cồn rượu rồi nặng hơn là cái ma túy và cái hút thuốc lá vân vân đây là những cái yếu tố mà có thể làm cho cái suy giảm cái cái, cái nội tiết tố của sinh dục À, chúng ta cũng biết rằng ở nam giới thì cái nội tiết tố sinh dục nó bắt đầu có ngay từ cái lúc mà sinh ở uh, cái bào thai nó đã có rồi và nó mạnh nhất hoạt động mạnh nhất từ cái tuổi 19, 20 đến 30 tuổi à, đến 40 tuổi rồi đi thì cái androgen, uh, hormone tức là cái nội tiết tố sinh dục nam cái testosterone bắt đầu cái suy si giảm dần người ta tính là đến cái tuổi từ 40 trở đi thì cái lượng nó chỉ còn độ 6, 70% 60 tuổi thì nó còn độ 50% hoặc thậm chí là dưới 50% và càng cao tuổi thì cái lượng testosterone càng suy giảm, đây là cái suy giảm theo tuổi. ở nữ dưới cũng vậy thôi. À, với cái suy giảm về cái, cái kích tố về cái nội tiết tố, à, kích số tình dục nó giảm thì cũng là làm giảm cái hoạt động về tình dục. rồi có mắc một số các cái bệnh thì có thể là có rất nhiều các cái bệnh, có thể là bệnh mắc phải như là đái tháo đường, như là suy thận, như là tim mạnh, bệnh tim mạch, bệnh rối loạn tuần hoàn não, rồi những cái sang chấn, những cái liệt vân vân. thì đây là những cái bệnh trạng mà có thể ảnh hưởng đến cái cái suy giảm tình dục vậy thì có rất rồi ngoài ra thì còn có thêm một số các yếu tố khác ví dụ như cái thói quen ít vận động rồi thừa cân béo phì à, nó làm cho cái nội tiết tố testosterone uh, nó cũng suy giảm và cái suy giảm này à, thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hoạt động tình dục ngoài ra thì do cái tác dụng phụ của một số các cái thuốc mà chúng ta à, dùng để điều trị một số các bệnh như bệnh tim mạch bệnh đái tháo đường vân vân à, có rất nhiều các nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng suy giảm à, sinh lý ở nam giới như tôi kể trên Thế thì có cái biện pháp nào để giải quyết thì đông và tây y thì đều có rất nhiều các cái biện pháp giải quyết cái đầu tiên người ta chú trọng đến cái cái chế độ ăn uống cái chế độ sinh hoạt cái chế độ à, tập luyện đấy là cái đầu tiên cái thứ hai người ta sử dụng các cái thuốc thì các thuốc tây hoặc là thuốc đông y à, với các cái điều trị bằng tây y thì cũng có những cái à, nhanh nhưng mà cũng có những cái bất tiện một là dùng các cái thuốc kích dục từ phía ngoài ngoại sinh đưa vào thì nó chóng làm mỏng cái cơ quan sinh dục và cơ thể tự nhiên không không sinh ra những cái nội tiết tố uh, bẩm bẩm sinh sẵn có à, cái thứ hai nữa là dùng uh, có thể có những cái tác dụng phụ cái tác dụng không mong muốn chưa kể đến những cái tiểu 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 phẫu đau uh, gây đau đớn chưa kể đến những các cái thuốc trôi nổi trên trên thị trường là những cái kích dục giả vân vân à, có điều trị bằng đông y thì từ hàng ngàn năm y học cổ truyền phương đông cũng quan tâm nhiều đến việc các cái điều trị bằng các cái bài thuốc mà chủ yếu người ta cho rằng cái chức năng của cái tặng thận là chủ yếu thận ở trong y học cổ truyền có rất nhiều chức năng chức năng chủ về sinh tinh tức là duy trì nội giống chủ về cái uh, sinh mạng tức là cái thọ yểu, chủ về cái nhị tiện tức là đại tiện điều tiện đào thải các cái chất cặn bã ra ngoài bằng cái đường đại tiện hoặc bằng cái đường tiểu tiện vân vân như vậy muốn cho cái chức năng sinh dục của nam giới tốt thì người ta quan tâm nhiều đến các cái bổ thận và các cái tạng phủ có liên quan có thể là bổ tì, có thể là bổ phế, có thể vân vân và có rất nhiều các cái bài thuốc, hạch tâm của các bài thuốc này đấy là các cái bài lục vị, các bài bát vị mà gia giảm thêm các vị thuốc bổ dương, rất nhiều các vị bổ dương đang dùng như là đỗ trọng, như là ba kích, như là cầu tích, như nhục thung dung, như là bạch tật lê, vân vân và vân vân rất nhiều các cái vị thuốc. À, người ta dùng các cái vị thuốc này thì có thể bằng các cái dạng thuốc sắc thang hoặc là bằng các cái bài thuốc ngâm rượu, nhưng sắc thang và ngâm rượu thì một là phải có thời gian lâu, cái thứ hai nữa là cũng phải tìm được cái nguồn thuốc chính, bởi vì có rất nhiều các cái thuốc mà không đảm bảo cái an toàn vệ sinh thực phẩm, có thể mốc, có thể hỏng và có thể có những cái chất phụ da mà bảo quản nó có nhiều các cái chất độc hại cho cơ thể. À, đấy là những cái điều trị bằng cái phương pháp đông y. À, cái xu hướng gần đây thì người ta sử dụng nhiều các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe mà có thể là trong đó có giúp cho ích cho các cái rối loạn sinh dục nam à, rất nhiều, có hàng chục loại và các trên thế giới cũng như Việt Nam có rất nhiều các cái thực phẩm bảo vệ sức khỏe hay thực phẩm chức năng có tác dụng mà đã được các cái cơ quan quản lý như là Bộ Y tế của Căn Đoàn Dược phẩm kiểm định và cho phép hôm nay tôi xin chia sẻ một cái sản phẩm mà đã được Bộ Y tế của An toàn Dược phẩm kiểm định và cho phép à an toàn sử dụng đấy là cái thực phẩm tên gọi là cái Power Candy can Candy thì trong cái thành phần của can Candy à, có rất nhiều các cái chất và cái chất thành phần chủ yếu ở đây đây là cái sâm à, sâm Maca Peru à, được coi là cái thần dược ở bên Nam Mỹ người ta sử dụng rất nhiều. Các cái nghiên cứu người ta thấy trong cái Maca à, Peru này có rất nhiều chất ít nhất là có hai trong ba cái axit à, axit béo cần thiết cho cơ thể có tới 18 cái axit amin và ngoài các cái axit amin ra cần thiết ra thì nó còn rất nhiều các vitamin và vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, nhiều khoáng chất. Như vậy thì đây có thể gọi là một siêu thực phẩm và người ta sử dụng à làm cái à, cái thành các dạng thành là các kẹo giúp cho cái cái hoạt động về tình dục cũng như bồi bổ sức khỏe. Ở Nam Mỹ thì người ta gọi đây là cái power shake, tức là cái sức mạnh về cái tình dục à và cái này thì cũng đã được uh, các cái nước ở Mỹ ở châu Âu người ta kiểm định và người ta cho phép sản xuất sản xuất thành các cái dạng viên uh, bồi bổ sức khỏe uh, cho các cái phi công, cho các cái vận động viên, cho các cái người mà cần cái sử dụng thì có thể được phép của FDA của Mỹ, người ta cho phép cái sử dụng cái này. Uh, cái thứ hai nữa, cái thành ngoài cái thành phần chính mà thì ở uh, trong cái sản phẩm uh, Power Candy uh, có thêm một số các cái thành phần mà các cái thảo dược rất nổi tiếng của học cổ truyền phương Đông đấy là cái bạch tật lê bạch tật lê còn có cái tên là gai ma vương à, bạch tật lê thì trong cái thành phần của bạch tật lê thì nó có rất nhiều các cái chất kích thích ra các cái hormone sinh dục nam các cái testosterone bạch tật lê thì ngoài cái tác dụng giúp cho cái kích thích cái testosterone ra thì người ta thấy là cái bạch tật lê thì còn ứng dụng để điều trị các cái bệnh về thiểu năng sinh lý nam thậm chí là những cái bệnh hiếm muộn con, đây bệnh tật lê. Cái vị tiếp theo là cái nấm tỏa dương, còn có cái tên là ngọc cẩu. thì ngọc cầu thì có rất nhiều ở các vùng tây bắc của chúng ta và từ lâu thì ngọc cầu cũng được coi là một trong các cái thuốc bổ dương, nó tác dụng tương tự như là các vị thuốc như là ba kích, như là nhục thung dung vân vân và có thể được sử dụng để làm thành các cái, cái làm cái, cái cái vị thuốc cho vào các cái thương thuốc ngâm rượu hoặc là cho các cái thuốc sắc uống. Cái vị tiếp theo là cái vị câu kỳ tử. Câu kỳ tử là một cái vị thuốc bổ thận âm và có tác dụng làm bổ thận, làm sáng mắt gọi là minh mục. Trong các bài thuốc đông y thì nó giúp cho cái thận sinh đinh tạo ra các cái tân dịch mới để câu kỳ tử. Một cái vị nữa là cái iso flavoy thì đây là một cái thành phần có từ đậu tương và cái thành phần này nó giúp cho cơ thể kích thích ra các cái kích tố sinh dục power candy thì được chế thành thành cái dạng viên kẹo rất tiện lợi cho việc chúng ta có thể sử dụng khi dùng thì cần cắn dập ra và có thể ngậm nó một viên mỗi khi trước khi đi ngủ với power candy chúng ta sẽ giải quyết được một số các cái biểu hiện của cái suy giảm tình dục cái mãn dục nam cái rối loạn xuất tinh và có thể làm cho tăng cường cái sức khỏe cái kẹo power candy đã được cục an toàn dược phẩm bộ y tế kiểm định bộ y tế cho phép là À, lưu hành và quảng cáo. Hy vọng rằng các cái chia sẻ về cái Power Candy sẽ giúp cho các bạn nam giới, các cánh mày dâu chúng ta có một cái lựa chọn, cái sản phẩm thích hợp để bảo vệ sức khỏe cho mình, bảo vệ hạnh phúc gia đình.